lịch kỳ thú. Yeah. Và ở tập trước thì chúng ta đã được nhìn thấy anh Vương và chị Tường đến với tỉnh Ôi Ta. Rồi cái mà Lan Trinh ganh tị nhất ở anh chị đó chính là cái phòng khách sạn mà anh chị ở 3 đêm đầu. Và cái điều quan trọng là hai bạn không có đoán trúng câu hỏi nào và hẹn là lần này sẽ đoán trúng. Anh chị tại chỗ cũng đâu đoán trúng được đúng không? Sân si quá. Thì đó, cái câu hỏi vừa rồi là khó quá. Nên... Bây giờ thôi bỏ qua và hôm nay mình đến với những cái câu hỏi khác còn khó hơn. Đúng rồi. Nhưng mà thật sự là anh chị có trả lời được không? Được. Được. Nghe có mùi hơi nổ. Không có nổ. Trời ơi, sao vậy? Ngày đầu tiên mình còn bỡ ngỡ, ngày thứ hai người mình ta lớn ta phải có nhiều kinh nghiệm. Ngày đầu tiên mình còn bỡ ngỡ, ngày thứ hai mình còn lơ ngơ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với hành trình ngày thứ hai của Cát Tường và Thiền Vương. Hành trình du lịch kỳ thú đến với những vùng đất mới. Tham gia khám phá những nét văn hóa ẩm thực mới, hấp dẫn và đầy màu sắc. Cùng gặp gỡ và tìm hiểu cuộc sống của những người Việt Nam trên đất nước Nhật Bản. Lần đầu trải nghiệm những thử thách mới lạ, độc đáo và những ấn tượng khó quên. Hãy đón xem hành trình du lịch kỳ thú của Thiên Vương và Cát Tường. Wow, đẹp quá chị ơi. Chị đâu? Nè. Với cái thời tiết, với cái khung cảnh như thế này thì tôi nói không thể nào mà không tập thể dục được. Tụi mình á thì giống thưởng tình năm mật, còn đây thì giống chị hai dẫn em trai Út đi chơi. Oh, selfie mission. Cái gì đây? Đây, cái này là cái gì? Một cái tòa nhà. Đây là một cái cổng. Ở dưới kia này, này là đường nè. Cho nên mình cứ thăm mình xuống đó mình có người hỏi. Có ai không? Cổng có một cái cổng. Wow. Everybody here. Xin mời bác xe. Hey. Đâu có this guy? Đâu có this guy? Anh chị là người Việt Nam à? Trời lợi dụng không? Trời lợi dụng. Em là người Việt Nam hả? Việt Nam hả? Dạ vâng ạ. Rồi, em làm gì đây? Trước tiên em đọc cái câu này trước rồi đã. Bế tôn nam mượn dinh, điêu gác xẻ tộ, xẻ đi phự. Nghĩa hàng chữ này nghĩa là nói chuyện với các học sinh, lưu học sinh ở Việt Nam tại trường. Ủa rồi số 1 là gì? Cái này số 1 mà. Đây là, chữ này là, tức là nói chuyện. Nói chuyện, chứ không phải 1. Cái người là đúng mà ha. À, vậy là bây giờ mình tìm tới cái trường này. Dạ vâng. Để nói chuyện với mấy người học sinh ở trong này. Dạ vâng, đúng học rồi. Học sinh người Việt Nam. Dạ vâng. Dạ, chỗ này là chỗ nào vậy? Em có thể chỉ đường cho anh được không? Dạ vâng, đây là trường đại học, đây em cũng học ở trường này luôn. Ôi vậy hả? Dạ vâng. Ủa vậy hả? Rồi. Em qua đây bao lâu rồi? Em ở đây được 4 năm rồi ạ. 4 năm? Dạ vâng. Wow. Vậy em dẫn tụi chị tới trường em được không? Ở ngay đây chị. Đâu em? Kìa đây, hướng trường kia kìa. Ok kìa. Địa điểm thực hiện nhiệm vụ lần này của Thiên Vương và Cát Tường là đây, chính là trường Đại học Ritsumeikan Asia Pacific APU. APU là trường đại học giảng dạy các kiến thức chuyên môn liên quan đến du lịch và phát triển môi trường, xã hội quốc tế, nên ngôi trường này thường tuyển sinh một nửa là sinh viên người Nhật và một nửa là du học sinh. Tại đây có rất nhiều du học sinh Việt Nam đang theo học và các bạn đều rất mãn nguyện với cuộc sống sinh viên của mình. Có, gọi là nhiều nhất anh chị. Một nửa là du học sinh nước ngoài. Em tên gì? Trường này là gần 500 học sinh. Chị có thể cô em Hà Tiên. Bây giờ em có thể dắt chị với Thiên Vương đi tham quan trường một xíu đi. Và cái mình tâm sự chút xíu được không? Dạ, ok ạ. Rồi. Cảm ơn em. Với sự hướng dẫn của bạn Hà Thi, Thiên Vương và Cát Tường sẽ cùng gặp gỡ những bạn du học sinh này. Anh là Thiên Vương, đây là chị Cát Tường. Thì anh muốn Thi giới thiệu là em là đại diện đúng không? Hai công việc của em sao này? Bây giờ mình có thể thấy là em đang chuẩn bị cho khóa học workshop. Thì khóa học workshop thì nhằm mục đích là để em trau dồi kỹ năng làm việc nhóm trong môi trường quốc tế. Là việc nhóm. Đây là việc nhóm, học nhóm. Sinh viên trau dồi. Các bạn sinh viên năm 1 thì tiếp sau đây là em sẽ đi đến từng lớp để giám sát, kiểm tra và hỗ trợ cho các bạn. Tại APU có rất nhiều bạn vừa là sinh viên, vừa có nguyện vọng được trợ giảng trong giờ học.
Có thể nói đây là công việc khá vinh dự đối với các bạn sinh viên. Nghĩa là ta vừa học, người ta đăng ký thêm cái lớp trợ giảng. Ta làm trợ giảng. Coi như là làm công việc làm thêm, đúng rồi. Đúng rồi. Có lương luôn. Có lương, luôn. Giống như bên mình là phải học giỏi mới được làm trợ giảng. Ngoài cái làm thêm thì em học được rất nhiều thứ, trau dồi được kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp, đặc biệt là trong môi trường quốc tế. Vì các bạn ở đây là đến từ rất là nhiều nước. Vậy hả? Tức là nói vừa là cái công việc để em kiếm được một ít tiền để mà trang trải trong công việc học của mình. Một cái nữa là em vừa trau dồi thêm cái kiến thức để mà sau này em có thể phục vụ cho cái công việc của em sau này nữa, đúng không? Rất là hay, rất là hay. Hello dạ. Mẹ rồi, em giới thiệu nè. Dạ, bạn này tên là An nhưng mà nickname là Dắt. Dạ, tên là em ở Đà Nẵng hả? Dạ, em từ Đà Nẵng. Lâu chưa? Dạ, được 3 năm rưỡi rồi. Giờ em đang làm công việc gì ở đây vậy? Dạ, hiện tại là đang có một cái cuộc họp giữa các bạn làm trợ giảng. Thì sau khi làm trợ giảng của lớp thì mọi người họp nhau rồi. Giống như là nói về hôm nay lớp như thế nào và có gì cần tiến bộ hơn thì vậy là em cũng là trợ giảng. Dạ, em phụ trách là giống như là sao ta? Quản lý các bạn trợ giảng. Sao trời Việt Nam giỏi vậy ta? Trong số các du học sinh đến từ các nước trên thế giới tập trung ở APU thì có rất nhiều bạn du học sinh người Việt được bổ nhiệm làm leader tại các đội, nhóm, câu lạc bộ. Tự hào quá. Kia đường khô vậy đó hả? Hình như là ở trong này thì phải. Dạ đúng rồi, đây nè. Xin chào. Đây là một cái lớp mà các bạn đang tập diễn kịch. Nhưng mà đây đâu phải là trường về văn nghệ thuật không? Trường đại học. Trường đại học. Nhưng mà cái đó là để thư giãn. Cái này giống là giải ngoại. Dạ. Tụi em sẽ tổ chức vào ngày 22 tháng 12. Nhóm kịch này là nhóm kịch đa quốc gia với sự tham gia của các bạn sinh viên đến từ nhiều nước trên thế giới. Trong đó số lượng thành viên người Việt khá đông đảo. Các bạn sẽ cho chúng ta xem đó là một vở kịch như thế nào. Oh my God, you misunderstood my intention. Everything I do it for you. If you want to get me, it's just figure out that you and my boss be so much more glamorous. Chị Tường tuyển về vô đội kịch của chị liền, chị ơi. Mọi người thấy sao? Em tập lâu chưa? Dạ, tụi em tập chắc được khoảng 1 tháng rưỡi. Tháng rưỡi, wow. Chị có ý kiến gì không với đúng cái nghề của chị nè? Tháng rưỡi mà chưa thuộc lời. Không phải, đây nè, đó. Tại vì em muốn diễn. Bạn này là làm đạo diễn. Không tới được, không thế. Mà thật sự nếu mà muốn mà đi vào lòng khán giả thì mình phải ở bên trong một chút xíu nữa, từ bên trong. Có nghĩa là cái cảm xúc khi mình giận dữ hay là mình cảm thấy bắt đầu mình muốn cãi nhau nghề nghiệp đó, thì bắt đầu truyền dạy nghề nghiệp phải có cái đó từ bên trong. Thì mình khi mình thể hiện ra bên ngoài nó sẽ là mạnh hơn, nó tác động đến cái trái tim của cái người xem mạnh hơn. Hiện tại là mình mới có cái bên ngoài thôi, chưa có sâu ở trong. Sử dụng chân tay hành động để mà thể hiện cái sự giận dữ thôi, chứ thực ra bên trong chưa có. Chưa có. Em phải diễn giống như là ví dụ như ở bạn này là là tương đối là tại sao bạn ấy diễn bằng từ cái ánh mắt, từ cái hành động, từ cái liếc qua liếc lại cái lời nói thì mình cái cảm giác nó sẽ tác động mạnh đến khán giả hơn. Mấy em có đương nhiên vợ, ba chị Cát Tường một diễn viên thực thụ cũng sẽ giúp cho các bạn hoàn thiện kỹ năng diễn xuất của mình. Làm việc như điên ngày ngày đêm đêm chẳng được bao nhiêu để mà chi tiêu. Quá khôn khó, vậy mà không giữ lại được bao nhiêu chẳng còn chi hơn để lại cho tôi. Quá nhức nhối, money 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 như là tia nắng trong nhà những kẻ giàu. Oh, ta làm đi. Mặc dù là nó là chị ghép lại tích tắc thôi. Trong những cái tích tắc nhưng mà ý chị muốn các em diễn là nó phải có nội tâm. 1, 2, 3. Đã đến giờ ăn trưa, Thiên Vương và Cát Tường cũng nên thử trải nghiệm qua bữa ăn sinh viên tại APU như thế nào chứ nhỉ? Có đây anh chị nhận thấy thực đơn hả? Có chữ tiếng Anh để giải thích nghĩa ở dưới.
Thì học hết này ở đây là sẽ là tất cả những là món Nhật. Ồ, cái gì vậy? Có một cái quầy ethnic food dạ? Thì nó là bán đồ ăn của giống như wow, ở tập thể văn hóa là sẽ bán những đó nước khác nhau. Thì món nổi tiếng nhất của trường em là karaage. Mỗi căn tin là bán một phong cách khác nhau. Gà chiên, gà rán. Thấy món Sapa kìa, giới thiệu với Thiên Vương đi. Vương kìa. Đây, nói là ở đây có món mà đặc biệt nhất ở đây là món gà rán gì kìa. Nói chung là tại vì ở đây thì là có nhiều người đạo hội nên tất cả sản phẩm của trường em đều là có thể cho tất cả mọi người đều ăn được hết. Thì nó tại vì nó là đa văn hóa nên nó thì vậy. Tại đây là chỉ cần ăn ba ai mà không ăn thịt bò cái phần thịt heo mà cái sốt mayonnaise nó sẽ có nhiều loại khác nhau. Trường APU thu hút sinh viên từ tất cả các nước trên thế giới đến học nên đương nhiên ở nhà ăn cũng sẽ có đủ loại món ăn đa quốc gia được bày bán. Và giờ ăn trưa cũng là thời gian lý tưởng để Thiên Vương và Cát Tường tìm hiểu thêm về cuộc sống của các bạn du học sinh. Em đi tự túc mà làm như thế nào? Hồi đó thì em không có định đi Nhật nhưng mà hồi đó thì em có bạn giới thiệu thì em mới biết trường MBU là dạy ở Nhật nhưng mà lại có chương trình tiếng Anh, chương trình tiếng Nhật thì là mình có thể chọn học tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Nhưng mà nếu như mà mình học chương trình đại học bằng tiếng Anh á thì là nghĩa là sau khi mình qua thì mình sẽ bắt buộc phải học tiếng Nhật thêm. Thì em thấy cái đó vừa lợi cho mình, nghĩa là vừa học được tiếng Anh vừa học được tiếng Nhật. Thì em mới làm, nghĩa là em mới tới văn phòng thì văn phòng giới thiệu cho em là ví dụ giống như thủ tục cần nộp những thứ gì thì em giờ em chuẩn bị, ví dụ giống như là bằng IELTS và điểm GPA. Thì em sau đó nộp cho trường và trường sẽ hẹn giờ phỏng vấn. Và nếu mà phỏng vấn thì sẽ tùy cái mức độ thành tích của mình mà trường sẽ cấp học bổng. Yeah. Nhưng mà rất nhiều người quan tâm. Học một tên hay. Em phải ghi nhớ đi, em xin học bổng. Thì em chỉ được, so với bạn ở đây thì em chỉ được học bổng khoảng 65% thôi. Thì học phí trong năm một kỳ là 25 man. Là 50 triệu. 50 triệu. 50 triệu. 50 triệu cho một kỳ. Một kỳ là 4 tháng học. 4 tháng. 4 tháng một năm là mình học 3 kỳ hay 4 kỳ? Dạ, 2 kỳ. Là 1 năm là 100 học 8 tháng là khoảng 100 triệu cho tiền học. Hình như vậy thì chị thấy ai, hình như ai cũng có vừa đi học vậy làm thêm để cho em làm tự lực cánh sinh hay có cần cho ba mẹ ở tiền qua không? Ý là không đủ ăn thêm, phụ thêm. Dạ đúng rồi. Tại vì ví dụ tại vì ở bên này thì cũng có ngoài tiền học thì cũng có một số chi phí khác, ví dụ giống như là mua sách hoặc là tại vì sách ở đây thì tụi em không có được học bổng là hơn 100 triệu thôi con. Wow. Chị thấy như thế nào? Cái này giống tụi mình là đang hào hứng với có nhiệm vụ tới. Câu hỏi. Hỏi gì đây? Hỏi cho tụi mình luôn đó. Ai hỏi? Đây. Chú ý, chú ý. Em hỏi gì? Rồi. Em hỏi ha. Có một nơi mà ở trường đại học ABU và hầu hết các trường đại học khác ở Nhật có, nhưng cái trường đại học ở Việt Nam vẫn chưa có. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Hầu hết các trường đại học ở Nhật đều có mà các trường đại học ở Việt Nam chưa có. Ăn căng tin thì ở đây bự hơn thôi chứ mình cũng có căng tin đúng không? Đúng, có căng tin. Cái đồ để cắm dù. Kịch như lúc nãy thì thật sự cắm dù. Ngoài ngoại khóa chủ kịch vẫn có, ở trường đại học vẫn có luôn. Đánh trống nhạc nhảy múa thì vẫn có. Ký túc xá vẫn có. Có mà, có hết mà. Máy rút tiền có không? Để suy nghĩ thôi, máy rút tiền. Cái có gì? Không? À, máy rút tiền hả? Máy rút tiền ở Việt Nam cũng có mà. Trường em mấy năm trước có. Cái gì mà ở trường APU và hầu hết các trường đại học ở Nhật đều có mà các trường đại học ở Việt Nam chưa có? Đây nè. Trường em hồi em học đại học ngoại thương lúc đó mới xây thì trường chưa có cái gì hết. Nãy giờ chị với Thiên Vương cũng gợi ý cho em hết trơn rồi đó, cũng đoán y như em vậy đó. Mấy bán cái phiếu ăn đây nè, đây nè. Mình vẫn ở tỉnh Ôi Ta nè, mà Ôi Ta hồi tập trước là mình nghe nói gì? Nhiều nước nóng. Đúng rồi, xuống nước nóng là xài hoài không hết nè. Ừ. Nhưng mà anh ơi, đây là trường APU và hầu hết các trường đại học khác ở Nhật. Chắc vậy quá. Đúng rồi, vậy là trong các tỉnh khác nữa. Trong trường đại học là có hồ ngâm nước khoáng hả? Không, mày đó cũng có lý. Sai rồi. Không, đúng rồi. Tin tưởng anh Vương. Nói có lý là sai. Không, đàn ông với nhau tin tưởng nhau. Anh đồng ý một xíu nha, cái này là người dân và các bạn du học sinh đều sử dụng. Ờ vậy đi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Đều sử dụng. Những người dân ở bên ngoài luôn. Có thể đến trường sử dụng ké. Máy uống nước. Cái máy uống nước mình cũng có. Máy uống nước tự động. Suối nước nóng. Suối nước nóng trong trường. Hồ nước nóng mới đúng hơn. Suối thì là nó tự nhiên. Thì cũng có thể là hồ, cũng có thể là suối, nói chung là nước nóng. Nước suối nóng vậy đó. Cũng hợp lý.
Dạ, chắc vậy quá. Nói chung là có chỗ tắm nước nóng. Kết quả của tụi em là gì? Ồ, nước nóng. Rồi, chắc chưa? Dạ. Hồ, nước nóng. Ờ, chắc. Xin mời xem đáp án. Chắc. Hồi sáng Duyên có nói một cái chi tiết. Cái gì? À, nhớ rồi. Siêu thị. Bình Thuận. Ok, mình đi siêu thị. Ủa, dạ đúng mà hả? Ừ. Điều gì mà ở hầu hết các trường đại học ở Nhật đều có mà trường đại học ở Việt Nam lại không có nhỉ? Đó chính là siêu thị. Hơn nữa, ở đây còn có đủ các loại hàng hóa phong phú, từ sách, văn phòng phẩm cho đến bánh kẹo, thậm chí có cả công ty du lịch trong đó nữa. Trong siêu thị này là họ bán rất là nhiều, chẳng hạn như là sách cho các bạn nghiên cứu nè, rồi đồ ăn nè, ăn đồ uống, trái cây, thậm chí là vé xe lửa, tàu điện này nọ là có hết. Hay quá, không có siêu thị đó luôn. Mà người dân xung quanh có thể đến sử dụng. Nói chung á là cái tập này là mình tính tập này đi, mình đừng có link từ cái tập trước qua cái tập này chi, hiểu không? Cái bạn bị Thiên Vương dẫn dắt đi xa. Uổng công em tin tưởng anh. Rút một cái kinh nghiệm ra là cứ ổng nói chính xác có nghĩa là mình sai đó. Rồi bây giờ bạn cứ rút kinh nghiệm đi, bạn sẽ trật câu thứ hai luôn. Bây giờ xem tiếp. Đã kết thúc chuyến tham quan và cũng là giờ học kết thúc. Thiên Vương và Cát Tường sẽ được các bạn du học sinh đưa đến một trải nghiệm thú vị khác. Đó chính là đi tắm suối nước nóng nổi tiếng ở gần trường đại học. Chà, sao tại đây nước lại trắng xóa thế nhỉ? Thật ra đây là suối bùn nóng, tắm chung nổi tiếng với suối nước nóng phèn chua. Loại bùn khoáng có trong suối nước nóng ở đây rất tốt cho da. Trời ơi, dễ quá, dễ quá. Hãy cùng nhau ngâm mình và tận hưởng bùn nóng thật thoải mái thôi nào. Được anh, được anh. Trời ơi, đẩy chị các tường qua anh bên. Là mặt Thiên Vương rất là đẹp, da mịn như da Cát Tường luôn. Tại vì á, cái bụng này á, làm cho da mình nó đẹp lắm. Mình tắm ở đây mình chà cái bụng này một chút xíu nữa nha, là cái da mình nó mịn no à. Anh Vương này ảnh cũng chịu khó trêu mấy bạn gái lắm mà. Rồi bù, nặng lắm. Bây giờ đẹp dễ sợ không? Không cần trang điểm luôn nha, còn da nó mịn. Chắc nhiệm vụ nữa hả? Thành nhiệm vụ rồi. Bây giờ mình được ăn gì vậy? Lên ký túc xá em, tụi em có nấu một vài món Việt Nam á, thì chắc mọi người cùng ăn chứ. Đúng là cái chuyến đi này không hợp với một cô gái như em. Nhưng mà sao em có vẻ thèm vậy? Em đâu có thèm. Một bữa ăn gồm toàn những món ăn Việt Nam tại ký túc xá của trường đại học do chính các bạn sinh viên chiêu đãi. Các bạn sinh viên phải sống tiết kiệm nên đa số các bạn đều là tự nấu ăn tại ký túc xá. Do đó, kỹ năng nấu nướng của các bạn khá tốt. Trứng gà chiên mắm với lại trứng em. Là một cái bữa ăn rất là ấm tình. Sau khi tắm suối nước nóng xong mới đói bụng lắm. Trời giả bộ bên đó mình biết làm bì gói không? Thương quá à. Ngon lắm nha. Thịt gà chiên nước mắm và trứng chiên. Đúng là hương vị quê nhà Việt Nam rồi. Ai muốn nấu tới đó nấu. Khỏi phải nấu trong phòng. Không nấu trong phòng. Em thấy bữa ăn này rất là ngon. Ý nghĩa tại vì các bạn sinh viên là nấu như chị Tường với anh Vương ăn. Ngon. Ngon lắm. Mấy bạn ngon lắm anh chị. Ngon quá. Này là món tủ quen. Ủa em hỏi. Món tủ quen luôn hả? Này là mẹ dặn trước khi đi học là qua đây có nấu món này là xong hết. Còn trứng chiên là món nấu nhanh nhất của em. Em làm như là nghe đi để có câu hỏi đó. Những cái buổi tiệc em, buổi lễ của Việt Nam á, em không về Việt Nam được thì tụi em có cùng nhau ở lại nấu một những cái bữa ăn của Việt Nam hay không? Có hả? Thường thì hồi lúc em mới qua thì là Tết đó là ngay chúng thi học kỳ, thi cuối kỳ, ngay ngày thi cuối kỳ luôn. Thì nhưng mà chú đó thì có đặt đồ ăn ở trên mấy cái tỉnh khác á, thì có nhiều người Việt đến, có bánh chưng này nọ thì đặt về xong rồi tụ họp mọi người lại, xong rồi giống như là ăn tất niên cuối năm vậy. Ừ, vậy hả? Rồi thì nấu như là chả giò của mình. Những cái món truyền thống vậy thì nấu rồi mọi người cùng ăn. Wow. Ở nhà thì em không bao giờ biết là có biết làm chả giò hết, mà đi qua đây là em thấy mấy bạn Hà Nội làm xong khi em học. Vậy là ở nhà là không biết nấu đúng không? Qua đây mới tự túc quý vị. Ta gọi là mưu sinh thoát hiểm. Đúng rồi. Nó lớp một mình rồi bắt buộc phải là làm thôi, không làm lấy đâu ăn.
Nhưng mà nó thật sự là rất là chị với Vương rất là cảm động. Tại vì á, ở bên kia qua đây mà nếu như đâu phải là mỗi ngày ta nấu đâu, đúng không? Học hành ta ăn đồ ăn nhanh thôi. Nhưng mà là quý hai chị em mình lắm á, mới xuống bếp mà mấy chàng trai như thế này xuống bếp cặm cụi thì nãy giờ để có được những món nó ăn. Nhưng mà món ăn rất ngon. Đó, cái quan trọng mà. Cảm ơn anh. Trời ơi, lợi dụng. Trái cây. Trái cây. Này là quá. Ha ha, câu hỏi. Câu hỏi gì đây? Đây, em có một câu hỏi. Là không biết mấy anh chị đoán thử là phí ở đây là bao nhiêu một tháng? Tại vì chắc mọi người cũng thắc mắc về phí ăn ở đây của học sinh ở đây, thì không biết mọi người nghĩ như nào. Phí là phí ăn ở của ký túc xá thôi đúng không? Dạ, tiền nhà của tiền nhà một... đó. Dạ. Mỗi phòng hả? Dạ, một phòng là một bạn hả ta? Dạ, tùy có phòng ở chung nhưng mà hầu như là mọi người đều chung một giá hết. Nhưng mà ta tính tiền phòng hay là tính tiền đầu người? Dạ, tính tiền đầu người. À, có gì là bây giờ bao nhiêu tiền cho một người? Dạ, đúng rồi. Ở đây, một tháng. Dạ. Chi phí thuê ký túc xá trong một tháng của các bạn du học sinh là khoảng bao nhiêu? Anh có nhớ là bạn Thảo hồi đó nói với mình là thuê cái ký túc xá ở chỗ bạn. Đúng rồi, lục lại ký ức, lục lại ký ức. Đúng rồi, tìm về ký ức ngày xưa đi. Trời ơi, ký ức nó đi chơi rồi. Em nhớ đâu là... Trời ơi, khó quá, cứ hỏi mấy con số tiền. Rồi em sống, em không sống vì tiền. Ôi trời, chẳng mấy cái quá. Con số về tiền. Giờ tập trung câu hỏi là bao nhiêu. Giờ mình đưa ra con số coi. Em chỉ nhớ tình cảm thôi. Cố lên. Chỉ nhớ là cái tiền mà bạn làm là được 700 mấy một giờ vậy thôi. Vậy thì một tháng là cũng được ngày mấy. Vậy thì mình tính cỡ 10.000 yên tháng vào phòng ở. 10.000 yên là bao nhiêu tiền Việt Nam? 2 triệu hả? Ủa 2 triệu sao rẻ vậy? Không. Vậy không lẽ 100.000 yên? Giờ nãy tiền học á, tiền học phí là đã tới 50 triệu cho 4 tháng. Có, đã có học bổng là 65% rồi, đó là 250.000 yên. Thôi nói nhiều quá, để cho trình nhanh lẹ đi nè. 4 tháng là khoảng 10 mấy triệu. Vậy 50.000 yên đi. 10 triệu ạ. Trong khi bạn Thảo là em nhớ là 15.000 yên một tháng. Mà bạn Thảo sống sướng hơn. Khu đấy là nó độc lập hơn. Các bạn ở đây, Miko thấy là sống chung với nhau nhiều hơn. Tại vì bạn nói là một phòng có thể là cho nhiều người. Hết giờ, tiền phí giống như vậy, tiền phí giống nhau. 3, nửa số đó đi. 25.000 yên. Rồi, bao nhiêu? 25.000 yên. 25.000 yên. Xin mời đáp án. Hay là phòng của ai? Dạ, phòng em. Phòng em sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng. 1, 2, 3. Em ở một mình hả? Dạ, ở mình. Một phòng tại ký túc xá đại học APU có bồn rửa mặt, bàn học và giường ngủ thì sẽ có giá thuê là 39.000 yên. Trời ơi, nhích lên một miếng đi. Trời, nãy tôi nói 50.000 yên, nhích lên miếng nữa. 39.000 là... mình nói 40.000 yên. Tức là mình lệch có mười mấy ngàn yên. Thôi em thấy tôi nói rồi. Có mười mấy ngàn yên thôi. Em nói rồi, về tiền thì em không rành. Rồi, nói chung là hai câu hỏi cũng đều đã sai. Có nghĩa là gần đúng mà, câu hai gần đúng. Chưa có một cái tuần nào đúng. Em biết rồi, em dù sao em cũng thương anh chị lắm. Vì ngày hôm nay là ăn uống em thấy cũng hơi kham khổ. Kham khổ gì gợi cái tấm lòng, cái tình của các em nữa đúng không? Đúng rồi. Dạ, sướng quá mà. Mà người ta được tắm nè, được tắm nè. Da dẻ mịn màng, đói bụng lên ăn. Đúng rồi. Trời ơi, trời ơi, chị là quá giỏi luôn. Cảm ơn rất nhiều nha. Rồi, cảm ơn em đã nấu bữa ăn cho anh chị. Khi nào mà có dịp về Việt Nam chơi hoặc là về sau này về Việt Nam làm việc thì cứ liên hệ tụi chị sẽ tiếp đãi lại em. Hy vọng mọi người có một chuyến đi vui vẻ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em. Tạm biệt. See you now. Và các bạn ơi, chúng ta vẫn còn rất nhiều những điều thú vị trên chuyến hành trình của anh Thiên Vương và chị Cát Tường ở Du lịch Kỳ Thú. Những tập sau được phát sóng vào lúc 10:30 và 16:30 trên HTV9 mỗi thứ bảy hàng tuần. Và Cát Tường xin thông báo với các bạn khán giả là chương trình Du lịch Kỳ Thú của chúng ta sẽ được giới thiệu tóm tắt trên tạp chí Kilala. Đây là tạp chí duy nhất tại Việt Nam có giới thiệu sâu rộng về văn hóa, ẩm thực, đất nước và con người Nhật Bản. Và các bạn hãy tìm mua tạp chí Kilala số 17 được bán tại các cửa hàng tiện lợi hoặc các sạp báo trên cả nước. Đến đây thì Thiên Vương, Cát Tường, Miko, Lan Trinh và May xin chào, hẹn gặp lại các bạn nha. Xin chào.